Rất nhiều bạn đang dùng điện thoại iPhone gặp phải một cái vấn đề, đó là các bạn sẽ không thấy cái phần Face ID nó hiển thị ở trong phần cài đặt đâu, nó ẩn đi, hoặc là không biết nguyên nhân tại sao nó không hiển thị ở trong cài đặt. Thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật lại cũng như là nêu cho các bạn cái nguyên nhân tại sao cái phần Face ID không xuất hiện ở trong mục cài đặt nhé. Thì nhiều bạn đang dùng điện thoại iPhone, các bạn vào trong mục cài đặt này thì các bạn sẽ không thấy cái phần là Face ID và mật mã đâu. Đó, thì bình thường nó sẽ ở trong cái mục cài đặt này và nó sẽ ở ngay đây thôi, nhưng mà các bạn không thấy đâu. Thì nguyên nhân tại sao các bạn lại không thấy cái mục đó, các bạn muốn thay đổi Face ID hoặc là các bạn muốn cài đổi một cái thông số nào ở trên phần Face ID đó thì lại không thấy, thì các bạn hãy khắc phục cho mình như sau nhé. Thực ra thì đây không phải là một cái lỗi mà đây là một cái tính năng ở trên điện thoại iPhone. Có thể các bạn đã vô tình tắt nó đi thôi. Thì các bạn hãy thao tác cho mình như sau nhé. Đầu tiên thì các bạn vẫn vào cài đặt cho mình và các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là trợ năng ở đây này. À đây, mình xin lỗi. Ở đây, thời gian sử dụng nhé. Các bạn chọn cho mình vào mục là thời gian sử dụng. Đấy. Thì tại cái phần thời gian sử dụng này thì các bạn sẽ tìm đến cho mình, kéo xuống mục là bật giới hạn. Đấy, bật giới hạn. Thì tại đây các bạn đã bật cái phần bật giới hạn này lên. Thì trong cái mục đó, các cái phần là quyền riêng tư, ví dụ như là đây này, các bạn nhìn này, những cái mục là cho phép này, đấy, thì đa số là nó sẽ được nhá. Còn trong cái mục là cho phép thay đổi thì ngay cái mục đầu tiên đó là thay đổi mật mã, ở đây các bạn chọn là không cho phép. Ở đây thì có nghĩa là khi các bạn không cho phép thì nó sẽ ẩn cái mục đó đi, các bạn không được thay đổi mật mã cũng như là thay đổi Face ID. Thì bây giờ các bạn chỉ việc thao tác cho mình là các bạn nhấn vào và các bạn chọn là cho phép ở đây và các bạn sẽ trở ra nhé. Đây, các bạn sẽ trở ra cho mình, trở ra mục cài đặt và các bạn sẽ lót lại nhé. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là phần Face ID và mật mã nó sẽ được hiển thị lại. Nó rất là đơn giản. Thì đó là cách để các bạn có thể bật lại cái mục Face ID trong mục cài đặt trong điện thoại iPhone. Những bạn nào mà đã chưa biết hoặc là các bạn đang gặp tình trạng là bị ẩn cái phần Face ID ở trong phần cài đặt đi thì các bạn tham khảo video này của mình nhé. Và nếu các bạn thấy video hay, nhớ các bạn comment phía dưới phần bình luận của video giúp mình, và nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người được biết nhé.